Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày nay khắp cả cõi hồng trần, càng ngày càng lắm gai trong thảm sầu. Quả tay giấy khắp Á Âu, dành nhau xô đẩy năm châu nguyên nghèo. Mũi loạn ly đau khổ muôn nhà, khi tận diệt ưu sầu khắp chúng. Bão ác thì đâu khỏi tận tiêu, nay chẳng khác như nhà không chủ. Mặc cho người đội mũ mang hia, khiến lê dân nước mắt đầm đìa, làm đất nước thêm phần u ám. Dân chúng vẫn còn trong kềm hãm, mãi quay quần trong chỗ cấn gây, còn vướng những điều eo hẹp, giặc giả, phủ tứ hướng. Mình khác chi trồng đỏ trứng gà, nạn trần thế lâm cơn binh lửa, nạn thú hùm khó nổi đỡ ngăn, lại còn thêm thủy kiệt sơn băng. Đời nay như thể quả dưa nứt nẻ, chỉ trong ngày tan rã nữa thôi. Còn chi mà chẳng chịu trao dồi, để uổng kiếp con người nguân hạ. Từ đây chiến quả tràn lan, nạn kiếm đau khua chạm một tràn, khua chạm mới đến ngày tận diệt. Muốn cho người giữ vẹn xác thân, khỏi phải chịu hùm tha xấu bắt, sợ khi phải bệnh mê làm ngặt, khó tìm ra thuốc pháp nhiễm màu. Nếu bây giờ ham bạc ham tiền, sao ắt phải rã hồn rã xác. Danh lợi như tràn mộng chẳng lâu, hưởng kiếp này e mất kiếp sau. Cuộc thế không còn lâu, bốn phía toàn là binh giặc, cả đôi đàn ai cũng cầm dao. Làm sao tránh khỏi một ngày đổ máu, đến chừng ra đủ các sắc cờ. Đại cuộc đã chập chồng cảnh loạn, tiêu diệt cõi trần gian thảm khổ. Trong cảnh máu rơi thịt đổ, nhìn muôn loài lâm cảnh xác xơ. Khổ nạn trần đã bủa khắp nơi, không riêng ở trong miền Nam Việt. Ở hồng trần danh lợi cạnh tranh, gây nghiệp dữ mới ra luân chuyển. Biết bao điều sầu khổ đắn đo, kẻ dư ăn người lại chẳng no. Kẻ nhà rộng người không trại ở, sự đau khổ trong trần vô số. Bởi nghiệp xưa tạo đã quá nhiều, biết bao giờ thoát cảnh lao lung. Hỡi dương trần sắp đến kỳ chót, sự biến di khắp cả hoàng cầu. Ngày nay khắp cả năm châu, nơi nào mà chẳng chịu sầu chiến tranh, gây ra lắm cuộc máu đào. Giống dòng hồng lạc chính chiều bâng khuâng, chờ cho biển cả biển hòn. Đồng không lại nổi lầu son dãy đầy, càng khôn biến chuyển lạ thay. Đó là thiên định trong ngày tới đây. Cuộc giả tạm chiều mới đã lộ, gặp cơn nạn ách đảo điên. Giàu nghèo cũng chịu não phiền như nhau, giàu mà trở lại cháo rau. Cháo rau trở lại sang giàu lắm phen, càng lo trong quả đất mỗi lúc mỗi thêm nghiêng. Sợ có cuộc đảo điên cơ tan điền đã đến, dầu có tiền có của chừng đó chẳng đem theo được. Chỉ còn thấy nạn eo, nào hùm beo tay tượng. Dầu ai muốn sung sướng, lúc đó cũng không thành. Bao nhiêu lợi cùng danh, thả trôi xong tất cả. Sợ ngày kia biến chuyện, phải chịu cuộc thảm sầu. Đời hảo quân tới chỗ, biến diệt khắp mọi nơi. Lửa chiến tranh còn ngúng, ngòi đạn nổ chưa ngưng. Dân sẽ vẫn dừng dưng, trong một ngày đại họa. Đến chừng kia ở dưới đất trên trời, có đủ thứ dồi dập. Mây mù bay tủa dần nhật nguyệt tạm mờ. Chừng thổi gió một giờ, cả năm châu sáng rực. Chừng tới dịp đáo đầu, gặp muôn nỗi thảm sầu. Quả người thêm quả vật,
chừng ní đầu sát đất, cúi lại mãi không rồi, tuôn đời gần chấm dứt. Khi biến di quả đất lập lại cõi thượng quân, sợ quả đất một khi chuyển giận, biển thành cồn, cồn lặn thành sông, phố phường kia trở lại ruộng đồng, ruộng đồng lại biến ra thành thị. Thời kỳ này đại họa không chừng, mới buổi mai thì được an thân, chiều lại phải gặp điều vất vả. Nay nhà cửa cũng là phố xá, coi xe sang thảnh mẫu vô cùng, biết đâu ngày biến đổi khắp trần, trở lại cảnh du oan thống khổ. Ở thế gian sống dập gió dồi, sự còn mất khác chi bèo bọt, luật nhân quả mấy ai thoát lọt. Sự biến đổi nay là lộ dĩ, đất năm châu sụp đổ đã nhiều, chỉ còn chờ tiếng lệnh thiên điều. Cả non núi dở tan thì rốt, chừng đó cả nhân gian hoảng hốt. Hãy tin tưởng đời còn biến chuyển, nên nhớ rằng nhân quả không sai, gieo ớt thì ắt sẽ ăn cay, trồng cam quýt ngày kia dùng ngọt. Việc vay trả mãi lâm không sót, dương mũi tên bắn giữa không trung, cuối cùng rồi cũng trả lại đồng. Ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy trong thiên hạ nhộn nhàng lắm thay. Năm ngọ chưa mấy nặng tay, năm mùi lao khổ lắm thì dân ôi. Tháng ba bệnh khổ đứng ngồi, tháng tư phải động một hồi chúng sanh, tháng năm bệnh khổ tưng bừng, bước qua tháng sáu lấy lừng âm binh, tháng bảy đá nổ ầm ầm, bước qua tháng tám thấy nằm làng khang, tháng chín dân chúng nào an, tháng mười nhiều sự ly kỳ, hổ lang ác thú vậy thì nhảy ra, nhân dân từ trẻ đến già không yên, năm thân trời hạn khô khan, tháng năm có chúa Minh Hoàng bước ra, âm binh ba tiếng vậy mà thay hồn đổi xác vậy mà không sai. Ráng trồng khoai bắp mùa hè đỡ thân, lúa kia hao hết ba phần, làm sao ăn đủ lần lần khổ thay. Đối lòng ăn bắp với khoai, chờ cho tới hội chiều mai coi đời, không lo niệm Phật nằm có kêu trời. Ngày nay ác thú ra đời no ăn, nhìn đời lửa cháy tứ dân, trên non chuyển động binh chằng kéo ra, lao sao kẻ khóc người la. Nước Nam như thể cái chùa, ngày sau các nước bốn mùa vô ra, thập bát mười nước chiến chinh, làm sao qua khỏi thì mình thảnh thơi. Bình thân là cuộc đổi dời, đến chừng tiếng sấm nổ vang, đê mê bất tỉnh ngổn ngang khắp nhà, còn kẻ hung dữ bất tồn, chẳng tu phải chịu xác hồn tiêu tan. Chừng đó ác thú nghinh ngang, nó bay nó chạy hét vang ghê hồn, binh âm áp tới dập dồn, chừng ni thì lại vô môn lánh nàng. Bốn phương thế sự can qua, nạn dân ách nước cửa nhà tiêu tan, từ đây nhân vật hao mòn, ngõ mùi mới biết dân còn bao nhiêu. Cuộc đời như gió mưa chiều, dương gian chẳng khác như diều trôi sông, nước tràn ngập hết ruộng đồng, sơn băng thủy kiệt mà hồng còn chi. Bốn phương giặc giả phủ dây, trung ương giông bão gió mây ầm ầm, bây giờ thế sự lao sao, trần gian rạo rực huyết trào như sông, thay nằm như củi ê hề, huyết ra như biển bốn bề thành sông. Gia cư tan nát quang đồng, bốn phương binh tướng dậy đầy, kẻ gom người giáo ra tài tranh nhau. Cuộc đời nay đã thấy rồi,
còn đôi năm nữa hết đời hảo ngôn. Giặc Tần sang qua, sao con không chịu gần kề? Thầy con dạy đạo tứ ân nằm lòng, dạy con biết trọng thảo bên trong. Đồng bào tổ quốc là dòng giống tiên, hôm nay con đảnh lễ cầu nguyện, lạy vua hiện thực cứu yên sơn hà. Con đẫm lụy đất nước can qua, dân còn nghèo khổ thiết tha mấy phần. Rồi lại tới bị giặc Tần sang qua đặng cướp muôn phần đất đai, lại cầu vua chúa ngày nay hộ cho dân tộc gái trai hiền lành, để đại lực đấu tranh thắng giặc. Đừng vì của vàng mình mất nghĩa nhân, minh minh triết triết được gần, đâu gì mà sợ giặc Tần sáng qua. Từ xưa đến vậy mà, con xin ông chứng thứ tha dân lành. Nước Nam Việt Nam thành đại quốc, dù thay phơi chật đất không sờn, tiếng khóc la như thể tiếng đờn. Giặc bị đánh quay về không kịp, giờ thanh tịnh thì giờ có dịp. Lễ vua hùng con kể lại dân nghe, xuân qua rồi lại tới hè, chuyển luân luân chuyển sợ e rộn ràng. Dầu thế mấy không tan thần khí, dưỡng nuôi trong nhìn kỹ xét ra, ai thay đất nước sang hà, phải mình tôn trọng phụ gia tội trời. Tôn trọng đất nước dân ơi, đầu đội quá nặng vua trời hùng dương. Ráng tạo lấy tình thương lạc quốc, biến mất run sợ dù thay chất ra sao. Ông cha ta đánh giặc máu trào, không có kiếm không nào vật liệu, chỉ cây gỗ tre mà chịu, thắng giặc rồi chút xíu bình an. Bây giờ được sự an trang, nhờ vua hộ độ Nam Bang rực trời. Trích trong bài pháp lễ dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 do Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết. Lời bình: Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh cảnh báo sắp tới đây giặc Tàu xuôi giặc Miên tràn sang Việt Nam, gây cảnh máu đổ thịt rơi. Bộ đội Việt Nam đánh trả lại, Miên thua chạy, giặc Tàu lấy cớ Việt Nam đánh đồng minh của Tàu, nên giặc Tàu tấn công Việt Nam từ Bắc xuống, từ Biển Đông vào, từ Miên qua, gây nên cảnh chết dốc thần sầu quỷ khóc. Nhưng Việt Nam có oai linh vua hùng hỗ trợ, cuối cùng giành chiến thắng vẻ vang. Minh minh riết riết được gần, đâu gì mà sợ giặc Tần sang qua. Từ xưa đến đấy vậy mà, con xin ông chứng thứ tha dân tình. Nước Nam Việt Nam thành đại quốc, dù thay phơi chật đất không sờn, tiếng khóc la như thể tiếng đờn, giặc bị đánh quay về không kịp. Ai cũng tưởng giặc Tàu sẽ tấn công Đài Loan, nhưng sau này vỡ lẽ là giặc Tàu tấn công Việt Nam. Vì vị trí địa chính trị Việt Nam vô cùng quan trọng vùng Đông Nam Á nói chung và vùng Biển Đông nói riêng, giặc Tàu chiếm Việt Nam coi như chiếm trọn Biển Đông, con đường thông thương huyết mạch thế giới, và chiếm đoạt trọn quê lợi cả mỏ dầu khí cùng ngư trường hải sản quá là to lớn. Nhưng theo thiên định, cuối cùng giặc Tàu bị đồng minh đánh đại bại, Việt Nam chiến thắng vinh quang.